Dạ, em xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Dạ, trong video hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và bạn một số hình ảnh của đường phố cũng như là cập nhật tình hình cuộc sống Nha Trang vào buổi chiều. Giờ này em đi thì cũng tầm khoảng 4 giờ chiều quý vị. Video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Kính thưa cô chú chị bạn, vừa rồi thì Nha Trang cũng có một cơn mưa rất là to vậy. Mưa to, mù mịt hết trời luôn. Gió lớn nữa. Rồi thì giống như là mưa mây á, một đám mây rất là lớn. Giờ này thì trời cũng đã bắt đầu sững mưa rồi. Nhưng vẫn còn mưa rắc rắc, nhỏ hạt. Nha Trang thời tiết mấy ngày nay cũng rất là mát, dịu nhẹ. Chiều nay tự nhiên đổ cơn mưa rất là to luôn. Thường mà trời mà nó hầm á vậy, nó hầm là nó mưa to vậy đó. Có đoạn đây nước thoát không kịp. Này mưa to quá, mưa một cơn rất là to và nhanh, mưa nhanh kết thúc nhanh cho nên là các cái cống nước này nó thoát không kịp, hai bên là vẫn còn đọng nước. Em đang lưu thông trên con đường này, đó là đường 3 tháng 10 rồi, hướng xuống Mão Vòng cũng như là xuống trung tâm của thành phố, nước bền bồng. Đoạn này là gần với chùa Long Sơn. Giờ này thì cũng bắt đầu giờ tầm tăng ca rồi. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Mai là cũng cuối tuần rồi. Cán bộ công nhân viên chức mà làm nhà nước thì ngày mai sẽ là ngày nghỉ. Còn nếu như làm tư nhân thì vẫn còn làm. Giờ mời cô chú chị bạn rẽ qua con đường này là con đường Lê Hồng Phong. Ngay chỗ này là cái nút thắt giao thông này. Đường Lê Hồng Phong khi xưa là tỉnh lộ 4. Trước thời điểm đó nữa là con đường Lưỡi Gia. Mỗi lần mà tàu lửa đi ngang qua đây để vào chuẩn bị vào ga vậy. Nên là con đường này hay bị kẹt xe lắm. Con đường tỉnh lộ 4 nhưng cũng như là con đường Lữ Gia khi xưa thì nó sẽ chạy từ vị trí ngay vị trí Mão Vòng gần đường ray xe lửa xuống tới ngay chỗ vừa con đường Cao Bắc Quát khi xưa là Thuận Thậu mình ngay chỗ sử dụng Cô Mát. Còn ngày nay thì một con đường Lê Hồng Phong thì có thể đi xuống tới dưới Bình Tân luôn, xuống cầu Bình Tân cũng như giao với đường đại lộ Nguyễn Thành. Trước thì nó chỉ tới ngay cái đoạn vòng xây thôi, ngay chỗ con đường đoạn ngay chỗ cái trường cũ thôi. Những hình ảnh của con đường Trần Quang Quang. Này các tuyến đường được đặt tên mới hết rồi, đường Trần Quang Quang rồi. Trước con đường này là con đường số 2 nè, con đường cũ là đường số 2, nó thuộc Cống Quốc Túng rồi. Cơn mưa chiều khá là to làm cho mọi thứ ướt át hết, một số địa điểm là đường thoát không kịp.
biệt là những con đường trong hẻm rồi. Con đường trong hẻm là hay bị ngập khi mà trời mưa to đột ngột. Trong này thì những con đường này vẫn có cống thoát nước. Ngay vị trí này lúc trước là một cái chợ vậy. Chợ khi mà đi vào đây là không tùm lắm, tối thui rồi, thấy vậy đó. Nay thì từ khi ảnh hưởng dịch tới nay thì chợ cũng không có còn hoạt động nữa, chỉ có buôn bán hai bên đường bên trong nhà thôi. Chúng hình của cô chú anh chị bạn, đây là những hình ảnh của con đường Lạc Long Quân, một trong những con đường cũng buôn bán kinh doanh ăn uống rất là đông, rất là nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều và buổi tối. Cây xanh ở bên hai bên con đường Lạc Long Quân này đã được cắt tỉa vậy. Nay Nha Trang bắt đầu vào mùa mưa rồi, cho nên là cây xanh rồi là trên các tuyến đường là được cắt tỉa gọn hết. Góc này là con đường Lê Chân và con đường Lạc Long Quân. Chỗ này có một quán bia 78 rất là đẹp. Đoạn này là giao giữa con đường Nguyễn Trãi và con đường Lạc Long Quân. Nguyễn Trãi khi xưa là con đường Phúc Hải vậy. Qua bên đây là con đường Hồng Bàng. Con đường Hồng Bàng này khá là rộng và xe lưu thông trên con đường này cũng rất là nhiều. Và đồng thời hai bên con đường này là những cây xanh này, những cây mùa và cây phượng. Góc này là mặt Vĩnh Chi. Đi trên các tuyến đường này là rất là nhiều những con đường ô bàn cờ. Đi trên con đường này cảm giác rất là buồn vậy. Trời mưa. Đồng thời hai bên con đường là những cây xanh nó phủ xuống nữa, cảm giác nó tối hơn. Nha Trang vào một buổi chiều mưa buồn. Nhưng mà con đường này mà vào mùa hè đi mát lắm, cảm giác rất là mát mẻ. Đi vào mùa trời nắng nữa rồi. Góc này là Hồng Bàng giao với con đường Ngô Gia Tự. Ngô Gia Tự cái xưa là con đường Nguyễn Hoàng. Con đường này ngày nay nó là đường một chiều. Hướng lưu thông em đang đi là có thể ra khu vực vòng xoay ngã bảy hết con đường này. Đoạn này bên tay trái của chú các bạn là một cái quán bún bò Huế số 100 của đường Ngô Gia Tự. Quán này em thấy cũng nhiều người ăn lắm. Cô chú các bạn nào mà thích ăn bún bò Huế thì có thể tới số 100 của con đường Ngô Gia Tự này, gần ngay đoạn gốc của đường Võ Tứ và con đường Ngô Gia Tự này.
gần ngay chợ số mới. Và đây là những hình ảnh của chợ số mới về chiều sau một cơn mưa rất là to. Bình thường là hai bên đường cũng có buôn bán, nhưng mà chắc do cơn mưa to mọi người đã dọn hết vào bên trong. Tứ giao vẫn đường Trần Nguyên Hãn. Trần Nguyên Hãn thì chỉ có một đoạn này thì là bán rau nữa. Những cửa hàng rau ở đây lúc trước là bán rất là nhiều đồ, đủ các loại hết. Giờ cũng dọn vô bên trong hết, rất là gọn gàng rồi. Cái cây cũng vậy luôn, ngay góc Bạch Đằng và đường Trần Nguyên Hãn. Chứa nước vẫn còn chảy. Thường những trong mưa như thế này là không có trở tay kịp luôn vậy. Và mấy bên này là những cái kiosk bán đồ tạp hóa. Bên hông của chợ số mới, mé bên con đường Trần Nguyên Hãn. Trời mưa ướt át làm cho chợ cũng có thể vắng vẻ hơn. Và đây là bên hông của chợ số mới, nằm bên con đường Bình Thúc Kháng, bên tay trái của chú đi vào. Thông thẳng trên con đường Bình Thúc Kháng theo hướng này, cô chú chị bạn sẽ ra giao lại với con đường Nguyễn Trãi. Khi xưa là con đường Phước Hải, và ngay góc này là con đường Ngô Gia Tự. Ở chỗ này có một cái tiệm thuốc, nhà thuốc rất là lớn, Long Châu. Ngay góc Bình Thúc Kháng và con đường Ngô Gia Tự. Bánh chuối An Giang. Trời mưa mưa lạnh lạnh này thấy chuối nướng là thấy hấp dẫn rồi. Đứng hành của chú chị bạn là vòng xoay ngã 7. Ra đây là thuộc con đường Lê Thánh Tôn. Chú này sẽ đi xuống.
giao với con đường Trần Phú, khi xưa là đại lộ Duy Tân xuống tháp Trầm Hương quý vị, ra quảng trường. Đây có một số khách Nga này, em thấy đi dạo bộ giống như là những người này họ đang công tác ở Nha Trang luôn. Thì từ khi ảnh hưởng dịch tới nay thì khách Nga cũng không thấy đến Nha Trang nhiều nữa vì do tình hình ảnh hưởng chiến sự của Ukraine với Nga. Còn bên Trung Quốc thì ảnh hưởng cũng đang còn ảnh hưởng dịch Covid-19, cho nên là cái thị trường, hai cái thị trường khách du lịch lớn nhất của Nha Trang đó là khách Trung Quốc và khách Nga thì hiện tại đang chưa đến được. Thường Nha Trang vào mùa đông thì hay đón khách Nga nhiều, họ qua đây để họ trú đông. Và Nha Trang cũng là một điểm đến rất là lý tưởng bởi vì có bờ biển đẹp và khí hậu cũng rất là ôn hòa. Khách Nga là họ qua đây là họ rất là thích cái nắng của Nha Trang cũng như là biển của Nha Trang. Thường vào giữa trưa, 12 giờ trưa em thấy đa số khách Nga là ra tắm biển nhiều lắm vậy. Góc này là con đường Lê Thánh Tôn giao với con đường Hùng Vương, bên tay trái là con đường Trần Hưng Đạo. Hai vị trí này có tòa nhà Trần Viễn Đông, về đêm lên đèn đẹp. Và lúc mà khi bị ảnh hưởng dịch Covid-19 là một số khách Nga họ bị kẹt lại ở đây, bị kẹt lại ở Nha Trang không thể về nước được. Và em thấy dạo này là một số anh chị khách Nga là hay bán bánh ngọt. Thường là có một vài người nghe họ đứng ở một số cái tuyến đường rồi họ mang một cái thùng xốp, ở trong đó có bỏ bánh ngọt rồi họ bán bánh. Thì cũng có rất là nhiều người ủng hộ, nhiều người dân ở Nha Trang này thấy những hoàn cảnh như vậy á thì cũng nhiều người mua bánh ủng hộ lắm, mua có rồi cho có nữa. Trước em cũng mua được một người mua ủng hộ một người, nhưng mà cái bánh đó, họ bán hình như là 30-40 ngàn một cái, mà em thấy cái bánh đó, ăn cũng không có ngon lắm, chủ yếu là mua ủng hộ là chính. Và mà trước hình của con chú các bạn đó là những hình ảnh của con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa. Ngày nay là một con đường biển xinh đẹp của thành phố Nha Trang, một con đường triệu đô. Những vị trí ở trên con đường Trần Phú này được gọi là vị trí kim cương, vừa khá là to vậy. Ở phía trước của chợ đêm, phía trước của chợ đêm bị ngập nước, nước qua ngòn. Ngay chỗ này nước không thoát được cống, hình như có cống nước nhưng mà bị nghẹt hay sao. Nước ngập như thế này cũng khó làm ăn, khó kinh doanh đó. Hy vọng là nó ngập một xíu thôi rồi nó hết. Giờ thì các kiosk ở phía trước mở cửa rồi, bên trong trong kia thì có vẻ như cũng có ngập mà ít rồi, nó sẽ thoát liền. Bên quảng trường đang có cái sân khấu, cái hội thao. Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng và hộ gia đình trên địa bàn của thành phố năm 2022. Đây,
buổi chiều có những chú bồ câu bay nhìn rất là đẹp, biểu tượng của hòa bình ở phía trước của hội trường ấy. Đang có một lượng khách họ đang đi dạo này. Phía từ xa kia là ngã ba của con đường Nguyễn Thị Minh Khai và con đường Trần Phú ngay vòng xoay. Nguyễn Thị Minh Khai khi xưa là con đường Hàm Nghi. Mấy bên này là khu vực quảng trường 2 tháng 4 và buổi chiều. Vòng xoay này hay bị kẹt xe, những lúc mà xe mà nó đông đông một xíu mà ngay cái ngã ba này hay bị kẹt lắm. Đó, giờ này giao thông cũng bị ùn ứ rồi. Đó là lượng xe không có đông lắm, do vòng xoay này nó hẹp cho nên là chỉ cần xe máy, xe ô tô mà ôm cua một cái là giao thông bị đứng lại. Rồi, tôi xin tạm dừng video tại đây. Kính chúc cô chú có một ngày thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Rồi, em xin mến chào cô chú chị Hoàng. Hẹn gặp lại trong một video tiếp theo.